Vâng, xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại giới thiệu đến các bác cái mẫu trầm. Con trầm này nó là trầm của trầm hơi của Đài Nông nhá. Con này M380, trầm cho dòng 5.1. Đấy. Nói chung thì trầm này thì em thấy nhiều bác về chế rất hay. Đấy, có những bác về chế làm trầm điện, rồi có những bác thì để nguyên. Cái cách chế thì các bác hãy lên trên trang YouTube nhá, thì các bác tìm sẽ rất là nhiều anh em trên đó chia sẻ những cách mà mình đấu để tích hợp sang một con trầm điện. Bởi vì là nhiều bác thì đang dùng những con âm ly ở nhà mà nó chỉ tích hợp là trầm điện. Đấy, thế nên là lại phải chế một cái cổng vào. Thì cái cách chế rất đơn giản thôi. Đấy, và chi phí rất là rẻ. Thì các bác có thể lên trên đó tìm hiểu. Còn nếu như bác nào mà đang có những con âm ly mà sử dụng cho trầm hơi thì có thể tham khảo con này. Con này là con M380, công suất là 120W maximum các bác nhá. Lực đánh của nó lên tới, công suất của nó lên tới là 120W. Đấy, trầm hơi. Bát của dòng này nó là bát 16 rồi các bạn, bát 16, 15 gì đó. Đấy, thiết kế rất đẹp, súp đánh sườn. Con này thì nó thiết kế theo kiểu là cao, nhìn nó thanh hơn. Đấy, mỗi một loại trầm thì nó sẽ cho ra một cái chất âm riêng các bác nhá. Mỗi một con trầm nó sẽ có một cái chất âm riêng. Đấy, trầm điện thì nó có cái hay của trầm điện, mà trầm hơi thì nó sẽ có cái hay của trầm hơi. Đó. Tiếng nói chung là nó sẽ mỗi một hãng thì người ta sẽ có một cái thế mạnh riêng và một cái cách thiết kế nó khác nhau, thế nên là trầm nó cũng sẽ có nhiều loại đâu các bạn. Nhưng mà cái trầm của hãng Đài Nông này em thấy là cũng được nhiều người sử dụng, và đặc biệt là những cái con trầm hơi này. Đấy, nghe nó tiếng nó thanh thoát và nó gọn tiếng. Đấy, nó trầm nhưng mà nó có cái độ gì ạ? Độ nhẹ nhàng và nó cái gì đó nó rất là thanh và nghe nó vào tai lắm các bạn, nó lịnh tai hơn. Đấy. Này. Về kích thước thì em sẽ đo thực tế nhá. Chiều cao của con này các bác nhá. Cao của nó là 42. Cao 42. Chiều rộng là sao lại tính là chiều rộng các bác nhá? Tại vì là đây chiều rộng nó là mình tính theo cái mặt này này, cái mặt ga lăng của nó này. Đấy, phía trước này. Quên, xe mô tô nhiều cứ gọi mặt ga lăng. Tức là cái mặt logo của nó các bác nhá. Đây cái mặt logo của nó này. Thì mình sẽ để bên như này. Bởi vì trầm thì không ai người ta sẽ hướng cái âm trầm hướng cái bát vào mặt cả các bác nhá. Trầm người ta sẽ hướng sang bên cạnh hoặc là hướng xuống dưới. Đấy, không ai người ta để trầm mà quay mặt như này cả, đúng không ạ? Đấy. Thế nên là đây sẽ được tính là cái mặt của con trầm. Thì đây sẽ là chiều rộng. Và đây của nó sẽ là 13,5. Chiều sâu thì 30. Đấy, sâu 30, cao 42. Đấy. Kích thước của bát của trầm thì ở đây nó sẽ là khoảng 21, thì con này nó sẽ rơi khoảng là 10, bát nó khoảng bát 16, 17 các bác nhá. Bát 16, 18. Đấy. Bát nó rơi khoảng 16, 18. Nghe rất phê luôn. Con này thì em báo giá luôn. Con trầm hơi này thì để các bác giá là 780k các bác nhá, 780. Đấy, thì bác nào mà chốt thì cứ alo em. Giá là 780k các bác nhá cho con trầm hơi này. Về thì các bác có thể chế làm trầm điện hoặc để nguyên làm trầm hơi cũng được. Về cái cách chế thì mình hãy vào trong kênh YouTube của các anh em người ta chế, thì chỉ cần gì ạ, một xíu xíu thôi, con mạch thôi là các bác có thể sang con trầm điện để mình sử dụng. Đấy, còn em thì em không chế bao giờ nên em không rõ cái cách sử dụng chế như nào. Nhưng mà em thấy rất là nhiều anh em trên YouTube, trên web người ta chế rất là nhiều và người ta có đăng chia sẻ. Đấy, thế nên là các bác có thể vào đó tham khảo. Còn nếu như bác nào mà làm trầm hơi thì không cần cái đợi đến, cứ chỉ việc cắm là nghe luôn. Đấy, bác nào chốt con này thì alo em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tới đây nhé.